Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube Máy Móc Việt Nam nha. Hôm nay mình là Duy. Hôm nay bên mình có buổi demo và trải nghiệm thực tế về dòng máy hàng Laser Mini. Mà đây là một trong những cái dòng máy nhỏ nhất tại Việt Nam. Hiện tại chỉ có tại Máy Móc Việt Nam thôi nha. Chưa có đơn vị nào có. Mà bên mình đang là đơn vị duy nhất trải nghiệm thực tế về dòng máy hàng Laser Mini. Và hiện tại thì cũng thông báo cho anh em là cái dòng này á là dòng công nghệ mới, làm mát bằng gió. Nó nhỏ gọn, có thể giúp cho anh em mình đi công trình được luôn ha. Rồi, với cái dòng này thì anh em mình có thể hàn được các vật liệu như là đồng, sắt, nhôm, inox. Đấy. Với cái dòng mini này thì anh em mình sẽ có được sự trải nghiệm tốt nhất, khả năng làm việc cao nhất và có thể rất là nhiều chế độ hàn khác nhau mà anh em thợ không cần phải chuyên nghiệp hay là tay nghề lâu năm. Đó. Và đây cũng là một trong những cái sản phẩm có thể nói là mang lại hiệu quả cao trong công việc anh em làm chuyên về nhà xưởng, anh em chuyên về hàn inox mà các công nghệ hàng thế hệ cũ không thể nào làm được hoặc là không thể làm nhanh được như con máy hàng Laser Mini này. Thì giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm xem với một anh em bình thường đó có thể sử dụng thao tác cái con máy hàng Laser này nó nhanh như thế nào, cùng với Duy trải nghiệm trực tiếp nha. Và đây là trải nghiệm trực tiếp về dòng máy hàng Laser của anh em thợ mới. Và anh em yêu cầu là phải đánh dãy nha anh em ha, đánh dãy đó, anh để vô nó từ từ. Rồi, quá đơn giản anh em. Đây, trải nghiệm lần đầu tiên của anh em khi mà sử dụng máy hàng Laser luôn anh em. Đấy, tay anh hơi rung. Đó, con này thì rất là nhỏ nha anh em ha, rất là nhỏ luôn. Đấy, có thể dễ dàng thao tác, có dễ dàng mình có thể hàn. Và với cái ông máy này thì anh em thợ không nhất thiết phải tay nghề cao cũng có thể hàn được. Anh em nào á mà mới vào nghề cũng có thể hàn được luôn anh em. Đấy, cho anh em xem kỹ hơn về dòng máy hàng mini Laser bên mình. Quá đơn giản anh em ha. Đấy, thì ở đây á anh em mình khi mà làm rành rồi á thì anh em mình chỉ cần thả lỏng cái tay là có thể dễ dàng nó chạy theo thôi. Còn anh em mình mới thì đôi khi á là còn rất là cứng về tay thì đâm ra cái khả năng hàng của mình nó chưa có nhuyễn. Đấy. Anh em thấy không? Đây là cái đường hàng đầu tiên của anh em thợ mà lần đầu tiên trải nghiệm. Còn khi mà anh em mình đã quen rồi á thì sẽ tạo ra được những đường hàng như thế này. Quá đơn giản không anh em? Và đây là con máy hàng Laser Mini mà anh em mình đang quan tâm. Rồi, với một con máy hàng Laser Mini, anh em mình có thể dễ dàng làm việc với bất cứ điều kiện nào cũng được hết. Anh em thợ chưa có tay nghề hoặc là chị gái nào đó chưa có phải là một qua một cái trường đào tạo nào hết thì cũng vẫn có thể sử dụng một con máy hàng Laser như thế này, giúp cho anh em mình đó gia tăng tốc độ làm việc, tiết kiệm được chi phí mỗi ngày. Và khi mà anh em mình cạnh tranh về thị trường hiện nay á nó quá nhanh thì đây là một trong những giải pháp để cho anh em mình có thể sử dụng và đi công trình làm việc tại nhà xưởng ngon lành cành đào ha. Máy được bảo hành lên tới 2 năm và những phụ kiện như thế này được bảo hành cho anh em mình 6 tháng. Và dòng này á là một trong những sản phẩm chính hãng tại Việt Nam mình và chỉ có duy nhất tại Máy Móc Việt Nam. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình để được trải nghiệm trực tiếp về dòng này cũng như được bàn giao kỹ thuật tại xưởng nha anh em ha. Rồi, anh em nào cảm thấy là có nhu cầu quan tâm về dòng này thì hãy nhấc máy lên liên hệ với mình để trải nghiệm trực tiếp về dòng máy hàng Laser Mini này ạ. Cảm ơn anh em.